Xin chào tất cả anh em yêu cây nhá. Hôm nay chào mừng mọi người đã trở lại kênh video của mình. Hôm nay thì mình sẽ mời tất cả mọi người cùng ngắm cái cây hoa mai xanh Đà Lạt của mình đang nở hoa. Cây này thì được gần 2 năm tuổi rồi nhá mọi người nhá. Hiện tại hoa nở rất là đẹp. Gốc thì to bằng ngón chân rồi, ngón chân cái của mình. Cây này thì được mình chiết từ cây mẹ của nhà mình ra. Đây là một cây hoa mai xanh Đà Lạt. Do được trồng từ cây chiết nên là cái việc ra hoa nó sẽ nhanh hơn. Hiện tại đang là tháng 4 dương lịch. Hoa vẫn nở rất là nhiều. Mà năm nay lại là năm nhuận. Đây đang vẫn còn rất nhiều bông chưa nở này. Đây cây hoa mai xanh Đà Lạt. Nếu mà tạo tán như những cây hoa giấy thì những cái cây hoa mai xanh Đà Lạt này rất là tuyệt vời. Vì hoa nở quá là đẹp luôn. Ở cạnh đây cũng có một cây là chưa nở này. Đang có bông nó lên này. Cây này nó tốt hơn tí nên nó to hơn nhá mọi người nhá. Cây này thì cũng chỉ 2 năm tuổi thôi. Gần 2 năm tuổi. Hoa nở rụng đầy gốc này. Do là mình thấy là trên mạng cũng có rất nhiều anh em bán cây hoa mai xanh thì bảo là dòng hoa mai xanh Đà Lạt không thể nở hoa. Xin đính chính lại với anh em là dòng hoa mai xanh Đà Lạt nên nở rất nhiều hoa luôn nhé, chứ không phải là không nở đâu. Còn cái dòng hoa mai xanh Thái ấy, thì tí nữa đây mình sẽ quay luôn cho anh em xem để anh em cùng so sánh về cái chất lượng hoa nó thế nào. Còn cá nhân mình ấy, thì mình rất thích chơi cái dòng hoa mai xanh của Đà Lạt này vì nó tạo thế thì cái thứ nó đơn giản hơn, cây nó dễ đứng hơn, có thể tạo thành cái cây thân gỗ để đứng được luôn đấy. Hoa của nó lở cũng rất là sắc nét. Thì tới đây thì mình đang chuẩn bị nhân giống rất là nhiều cái dòng hoa mai xanh Đà Lạt và hoa mai xanh Thái. Thì anh em nào có nhu cầu mà muốn đặt cây giống trước thì hãy liên hệ với mình nhá. Có số điện thoại 0988 927 081. Tí nữa thì mình cũng sẽ cho anh em xem được những cái cành mai xanh mà mình chiết nó sẽ như thế nào. Mình thì mặc dù là dòng rất là nhiều mai vàng yên tử và được mọi người biết đến với cái thương hiệu mà bán mai vàng yên tử, thì mình cũng ở vườn mình cũng trồng rất là nhiều cái dòng hoa khác nhau chứ không phải mỗi mai vàng yên tử. Mình vườn mình làm rất là đa dạng cây nha anh em nhá, chủ yếu về hoa. Vì từ cái thuở nhỏ đấy là mình đã rất là yêu hoa rồi, mình rất thích là rất thích hoa đấy. Đây là cây hoa mai xanh Thái nhá, mình sẽ dẫn anh em đến xem cây hoa mai xanh Thái. Đây, lá nó đậm hơn tí này. Đây là cây hoa mai xanh Thái này. Mình trồng tại vườn luôn. Toàn bộ giống là được mình nhân giống tại vườn luôn nhá, không có nhập qua khâu trung gian nào cả. Đây nhá, đây là cái bông hoa mai xanh Thái này. Bông này thì nó to hơn một tí. Nhưng về độ sai hoa thì nó thua cái thằng mai xanh Đà Lạt. Đấy là mình khẳng định với các bạn luôn. Và thân của nó không đứng được. Nhưng mà nếu mà để nó nở thì những bông của nó sẽ to hơn rất là nhiều. Bây giờ mình cho nó hái ra để cho các bạn so sánh nhé. Đấy nhá, đây là cái bông mai xanh Đà Lạt. Bông hoa mai xanh Thái. Cái bông nó to hơn đúng không? To hơn hẳn luôn. Đấy, nhưng mà không thể nào sai hoa được. Thằng Đà Lạt ấy thì nó thường dễ nở rộ hơn.
cái cây mai xanh thái thì thích hợp cho những ai mà thích trồng như kiểu như là cái chỗ làm dây neo ấy, bóng mát hay là cái hàng rào ấy thì rất là tuyệt vời. Còn đâu cái anh Đà Lạt ấy thì thích hợp cho những anh em mà thích tạo cây cảnh, cây bonsai. Hai cái dòng này thì hoa nó đều nở vào tầm từ tháng 9 đến tháng 4 âm lịch nhá anh em nhá. Có thể nó sẽ xê dịch thời gian, nó cũng khá là dài ấy, có thể là một vài tháng, nhưng mà mình ước lượng là nó rơi những khoảng thời gian đấy nó sẽ nở. Hiện tại thì mình đang chiết cành và nhân giống, anh em có thể thấy đây này, đây là cây mai xanh thái mình đang nhân giống này, đang chiết cành này. Đó, nó đang ra rễ này, đâm hẳn ra ngoài luôn đấy. Đây là cành chiết của cây hoa mai xanh Đà Lạt này. Đây. Đấy, mình đang chiết đây. Em có thể thấy này, rễ ra này, nhìn rõ luôn. Trắng phau luôn này. Anh em có thể thấy. Như thế là đã đủ để đảm bảo cho cái việc mà trồng cây nó sẽ lên được. Là mình bắt đầu mình xuất bán. Hiện tại đây này, đây là một cái vườn hoa mai xanh của mình. Rất là nhiều. Và vườn mình thì ở khu vực miền Bắc luôn anh em nhé. Mình ở Quảng Ninh. Anh em nào có nhu cầu và muốn trồng cái cây hoa mai xanh này với kiểu như số lượng ấy, thì anh em hãy liên hệ với mình. Còn hiện tại mình chưa nhận bán lẻ. Khi nào mình nhận bán lẻ mình sẽ đăng thông tin lên trên kênh YouTube và trang Facebook của mình nhé. Mình dùng số điện thoại Zalo là 0988 927081, anh em thể kết bạn với mình để đặt mua cái dòng hoa mai xanh này được tận gốc. Toàn bộ cây này đều là được mình nhân giống tại vườn. Cái dòng này nếu mà để muốn nó sai hoa cho nên chậu nó sẽ sai hoa hơn anh em nhá. Hiện tại đây là mình thả rông ở vườn, nó có nghĩa là mình không khống chế nó nở, cứ cho nó tự do đấy. Cái khu này thì có cây trồng được hơn 3 năm, cũng có cây chỉ trồng 2 năm thôi, nhưng tất cả cây đều là hoa hết rồi anh em thấy này. Bao giờ mà những cái cành nó già hết như thế này nó sẽ nở hoa. Còn đôi khi nó non như thì không bao giờ nở được nhá. Anh em trồng 1 năm nắm lúc thì nhiều người ta bán ấy thì người ta để cái cây ở trong bầu từ cái lúc chiết ấy nó đã có hoa sẵn rồi ấy, thì anh em cứ tưởng là trồng phát có hoa nhưng không phải đâu, nó cũng phải có thời gian để hồi phục. Nó phải mất 1 đến 2 năm thì nó bắt đầu mới nở hoa được. Không thể nào mà đùng một phát nó nở ngay được. Thế thì đơn giản quá. Cái dòng này thì chăm sóc rất hết sức là đơn giản, mình thấy là nó khá là dễ. Vì bình thường mình cho ít phân chuồng rồi trộn phân tổng hợp, mình đã chăm nó mình đã thấy nó rất là tốt rồi. Nhưng anh em mình cũng lưu ý là muốn nó ra hoa thì không nên cho nó ăn tốt quá nhá, cho nó vừa phải thôi, cằn cằn một tí. Cái thời điểm này này hầu như cây nào trong vườn đang trổ hoa dù ít hay nhiều. Vườn hoa mai, đây là cái vườn hoa mai xanh của mình, em thấy này. Đấy, đang nở hoa này rất là nhiều. Cây này mà để chơi Tết thì khẳng định các bạn luôn là nó vừa độc vừa lạ. Rất ít người làm cái dòng hoa này. Giống này nó chưa được nhân quá là phổ biến, thế nên là việc mua được giống với số lượng thì rất là ít. Hiện tại mình chỉ bán giống thôi nhá, mình chưa cung cấp cây to ra thị trường đâu, thế nên là anh em nếu có nhu cầu phải mua giống thì hãy điện cho mình thôi. Còn đâu mà những cây to này muốn hỏi mua thì mình chưa bán nha anh em nhá. Mình để làm cây mẹ mà. Anh em có thể là chẳng hạn như là những cây như này, một là anh em dựng một cái trụ lên, làm thành hình cái ô rất là đẹp. Hai là có thể là cắt để cho nó đứng tán lên như kiểu mấy cái hoa giấy đấy. Rất là hay, tỉa tốt cho nó tí. Thế là chúng ta có một cái cây hoa mà chơi Tết
vào những tháng cuối năm và đầu xuân. Rất là đẹp. Ở phía xa kia là cái dòng hoa mai xanh, những cây hoa mai xanh mình trồng được gần một năm đây này, từ cánh chiết của mình. Đây, như cây này nó chỉ gần một năm thôi, rất là to. Đây là cái thằng mai xanh Đà Lạt thì trồng bằng cánh chiết đấy, nhưng mà thân nó cũng khi mình cắt tỉa không để những cái ngọn này nó dài ra thì là thân nó đứng được ngay anh em nhé. Đấy là một cái ưu điểm rất hay của thằng mai xanh Đà Lạt. Còn thằng mai xanh Thái nó lớn nhanh hơn, nó toàn dây neo, nó khó đứng hơn. Mỗi cái nó có một cái hay riêng của nó. Mình thì quan điểm là không đánh giá cái này hay là nghiêng về cái phía cây nào hết cả. Đấy là tùy theo nhu cầu của mọi người thôi. Video của mình hôm nay là quay đến đây thôi. Xin cảm ơn tất cả anh em đã xem video của mình nhá. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video sau.